Chào các bạn, hôm nay Món Ngon Hồ Gươm xin giới thiệu với các bạn cách làm phở cuốn. Nguyên liệu cho món này gồm có thịt bò, hạt nêm, nước mắm, đường, dầu ăn, dầu hào, nước tương gia vị, một số các loại rau để ăn kèm. Không thể thiếu được bánh phở. Nguyên liệu đã chuẩn bị xong. Bây giờ bước đầu tiên chúng ta cần phải sơ chế thịt bò trước. Hôm nay tôi chuẩn bị miếng thịt bò này, nó rất là nạc, mềm. Chúng ta không nên chọn thịt bò nó có nhiều gân hay là nhiều mỡ. Càng chọn bò mềm thì càng ngon. Làm cái món này không phải thái bản to mà thái rất là nhỏ và thật là mỏng. Các bạn băm nhỏ khoảng 4-5 tép tỏi. Bước tiếp theo chúng ta xào thịt bò. Nửa kg thịt bò. 2 thìa cà phê dầu. Dầu nóng cho tỏi. Tỏi đã thơm, tôi cho thịt bò vào. Tiếp đến các bạn cho tương gia vị, 1 thìa cà phê. Dầu hào, 1 thìa cà phê. Đường, nửa thìa cà phê. Hạt nêm, 1/4 thìa cà phê. Thịt bò này các bạn xào để lửa thật là lớn và vừa chín tới là tắt bếp. Trong khi chờ đợi thịt nó nguội, chúng ta chuẩn bị đồ chua này để ăn kèm. Cái món này nó của người Hà Nội, ăn kèm cái đồ chua này với đu đủ xanh. Đó. Nếu không có đu đủ thì ăn dưa chuột, su hào. Đó. Trước khi ngâm giấm, các bạn nên ướp trước bằng đường. Tôi cho 2 thìa cà phê đường. 2 thìa cà phê giấm. Trộn đều. Đó, xong món đồ chua để ăn kèm. Chờ đợi thịt thật là nguội, mình sẽ pha nước chấm. Đây là 200ml nước lọc. Tôi cho 5 thìa cà phê đường. Nước mắm 5 thìa cà phê. Giấm 3 thìa cà phê. Các bạn có thể pha bằng giấm hoặc bằng chanh cũng được. Nhà mình mà nhiều người ăn ấy thì các bạn nhân cái tỷ lệ này lên. Nước chấm này người Hà Nội ăn nó hơi nhạt hơn những vùng miền khác. Vì vậy, nếu bạn ăn nó đậm đà hơn thì các bạn có thể điều chỉnh theo sở thích của mình. Nhưng món này ăn nó rất là nhẹ nhàng, chứ không phải ăn nó đậm đà quá đâu. Nó rất là thanh. Cho tỏi băm. Ớt băm. Vừa rồi các bạn. Cuốn cái món này chỉ dùng rau mùi này, hay còn gọi là ngò rí đấy các bạn. Không nên cuốn với lại như là tía tô, kinh giới hay các loại rau khác. Ở Việt Nam hay là cái vùng miền của mình có bánh phở tươi người ta bán sẵn này, thì các bạn làm rất là nhàn. Đây là tôi phải tự tráng lấy cái bánh phở này, mà không có cái khuôn hình chữ nhật, đâm ra phải trắng tròn rồi cắt đấy các bạn này. Đó, cho nhiều khi nó cũng không đẹp được như của nhà hàng đâu. Tôi thấy nhiều bạn làm cái món này cho nhiều thứ vào đây lắm. Không đúng. Cái món này nó chỉ có thịt bò và cuộn mấy rau xà lách và tí rau ngò rí rồi, chứ còn không cho thêm các loại rau khác vào đây. Cái hương vị nó rất là nhẹ nhàng.
Mời các bạn nếm thử cùng với tôi. Mời các bạn nhé. Nếu bạn chưa ăn cái món này của Hà Nội thì hãy làm thử nhé. Đó, rất là ngon. Các bạn vừa theo dõi video cách làm phở cuốn Hà Nội của món ngon Hồ Gươm. Hãy chia sẻ video này cho bạn bè và nhấn nút đăng ký để nhận được nhiều video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Xin chào.